Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì để mà lấy được cái vật phẩm trong cái tựa game này á, nó yêu cầu là các bạn phải dùng 2500 coin để các bạn random nha các bạn. Thì cái này không phải là dùng 2000 coin là các bạn có thể mua được liền nha các bạn, mà là nó có ngẫu nhiên. Lúc đầu là mình tưởng là mua được liền nhưng không các bạn. Khi mình chơi OP tới cuối cùng á, nó cho mình random các bạn. Thì các bạn cứ dùng 2500 coin đó các bạn random một lần. Nếu mà may mắn thì các bạn nhận được thôi các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng 10.000 coin để các bạn có thể nâng cấp cái tỷ số lên các bạn. Chỉ số may mắn lên, dùng 10.000 coin để nâng cấp nhé, được 5% các bạn. Nói chung là cũng khá là chua các bạn, lúc đầu mình tưởng là dễ ăn nhưng mà không nha, khá chua nha các bạn. Thì nếu mà bạn nào mà chưa biết cách chơi thì các bạn có thể xem video của mình chơi là các bạn sẽ hiểu nhé. Thì các bạn cứ đi dọc đường, cứ qua mỗi cái trạm, qua mỗi cái giai đoạn obby là các bạn sẽ có cái gì ở trên đó là các bạn đập hết nha các bạn, là nó sẽ cho các bạn coin nhá. Thì các bạn claim coin rồi các bạn đợi tới obby cuối cùng là obby 50 ấy, là các bạn sẽ có cái chỗ để các bạn random nhá. We'll be right back.
Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.